Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cậu Phong sẽ mần trái mít. Mít chín ngon quá trời luôn, thơm phức luôn. Mít của Sinh Hà, đắt Sinh Hà. Mấy cái mít của đắt của Sinh Hà đó hả? Ngon chưa? Ngon quá trời luôn ha. Ngon xin mà. Chờ chị Úc này đi. Ngon quá. Ngon quá trời luôn nè, chắc ngọt lắm ha. Thử muối thôi không? Ngon. Cái nhỏ hả? Dạ, cái nhỏ. Sẽ làm nữa. Hai, sẽ làm hai đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây đây. Thử thôi, má thử coi vừa ăn không? Chín không? Nó cắt cái ngon nè, chín à. Thấy thơm phức à. Ừ, mít này ngon lắm. Lấy đầu chùi nó đi mũi quá trời kìa. Này giấy nè. Còn cái bọc của Hương ơi. Bà là ăn dữ vậy không? Bà là ăn gian dữ vậy? Nó bị sâu, bị hơi sâu, bị sâu tài chút. Hơi sâu rồi, này cây nào đi ăn đây không? Dạ, ở bên đất xiến hả? Cắt ở phía trên ra miếng thôi, nó hư đó. Cắt đi ốc nè. Cắt đi ốc nữa. Chơi đi nè. Cho dễ rồi, cho lại chứa. Năm nay ngon lắm, năm nay ngon, tại năm đầu nó không. Rồi, thử đi. Dạ, thử qua. Cho bác, cho bác một miếng coi. Cắt ra. Để gì muối. Tắt muối. Tắt muối đi. Rồi để vậy được rồi, để ăn bớt ra. Có lá chuối. Nhà lá chuối nhiều. Ăn nha. Dạ, chị. Vừa rồi ông trời ông hốt cho cành gãy được mấy gãy mấy cây chị? Gãy nhánh không à? Gãy nhánh hả? Chứ không có là gốc hả? Không. Bự bự. Ờ hên. Gãy nhánh đỡ chứ là gốc cái tiêu cái cây. Trời ơi ông làm gì? Vậy là ngay luôn. Ngay luôn. Hết hai cây chân trơn luôn chứ bộ. Ủa. Hai cây chân trơn. Bật gốc luôn hả? Gãy ngang hết luôn, gãy ngang gốc. Bật gốc luôn. Bật gốc luôn á thì nó uổng lắm. Gãy xuống gãy ngang luôn. Đang cái cây kia đang ra bông á. Ở đây thì ngã hơn cây điều. Mà thấy gì thôi mấy cái điều này chiếc nhánh nó chi nó trống lỏng quá. Ngọt quá à. Nhà ăn vừa. Ngon. Để ông mấy nè. Để ông khúc này. Chén nữa ra không? Cái khúc này nè, chén nữa. Cho út nữa thôi. Cho út nữa đây nè. Ừ. Cái này mà để tủ lạnh nó giòn ngon. Đúng rồi. Không mất anh. Ngon đây chưa? Ông mất tiền chút rồi chị quậy cà phê cho nó chăm cà phê. Mất tiền, thử mất tiền. Mất nhà mình chăm. Sinh Hà dậy rồi. Rồi, mấy ba cô chú mình nghe Sinh Hà dậy rồi.